Bonsai Nguyễn xin chào tất cả mọi người đang xem kênh. Hôm nay mình có một số cái phôi tổng hợp giao lưu đến anh em, bao gồm bạch sơn liễu trắc dây và sâm ngọc. Cây đầu tiên là cây bạch sơn liễu mã số 1, giá giao lưu là 600 bao ship. Cây hai thân rất là đẹp, chiều cao tầm 55. Cây có bộ đế khá đẹp. Cây này là một cây phôi rất là tương lai. Có thể chơi được hai mặt. Cây tiếp theo là cây sâm ngọc. Sâm ngọc mã số 2. Giá giao lưu là 400 bao ship. Một cây có bộ lũa rất hay. Chiều cao tầm 60. Lũa này anh em đánh ra sẽ rất là đẹp. Tiếp theo là cây sâm ngọc mã số 3. Giá giao lưu là 4.2 bao ship. Phần này là phần lũa. Trên này có một phần lũa dương lên. Thân nụ chảy rất là hay. Chiều cao tầm 50. Cây tiếp theo là cây trắc dây mã số 4. Cây có phần lũa đã nổi đỏ. Giá giao lưu là 400 bao ship. Bộ đế rất là quái. Chiều cao tầm 30. Tiếp theo là cây trắc dây mã số 5. Giá giao lưu là 500 bao ship. Đây là phần lũa rinh, chưa qua xử lý màu. Màu lũa tự nhiên rất là đẹp. Chiều cao tầm 55. Trắc dây mini mà để tìm ra một cây có lũa như thế này sẽ rất là hiếm. Tiếp theo là cây trắc dây mã số 6, cây thân rễ rất là quái. Chiều cao tầm 40, cây rất là lắc. Cây đã cho lũa đỏ, chứng tỏ cây rất là già. Và cây cuối cùng là cây trắc dây mã số 7, một cây siêu lũa. Lũa đã nổi đỏ, này là màu lũa tự nhiên. Một dòng cây có bộ lũa rất là đẹp. Trắc dây là dòng cây nhiều người săn lùng dùng để làm hàng mỹ nghệ. Gỗ của trắc dây làm đồ mỹ nghệ rất là đẹp. Cái này chiều cao tầm 55. Giá giao lưu rất là mềm. Mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và đây cũng là số Zalo của mình. Cảm ơn anh em đã xem video.
Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo.